Sáng nay, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên điểm vui chơi học tập cho học sinh tại trường tiểu học xã Cương Chính. Công trình thanh niên điểm vui chơi học tập cho học sinh đã được bàn giao cho trường tiểu học xã Cương Chính, là sân bóng nằm trong khu vực sân trường có diện tích hơn 800 m² với tổng kinh phí đầu tư 240 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng do các đoàn viên khối các cơ quan doanh nghiệp đóng góp, còn lại từ nguồn từ chính quyền địa phương, giáo viên và các phụ huynh. Công trình đi vào sử dụng giúp các em học sinh có nơi vui chơi, rèn luyện sức khỏe, khơi dậy đam mê với bóng đá cũng như phát triển lớp cầu thủ nhí. Công trình có ý nghĩa hưởng ứng phong trào hoạt động hè thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16. Nhân dịp này, Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.